Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin kỹ thuật chung cư Mapleyland. Như mọi người đã biết, rủi ro trong quản lý tòa nhà, đặc biệt là trong quản lý vận hành tòa nhà chung cư diễn ra ngày càng nhiều, khiến quản trị rủi ro trở thành vấn đề được các chủ đầu tư quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây. Phòng gym là nơi cư dân trong tòa nhà chăm lo và nâng cao sức khỏe của bản thân, vì thế tầm quan trọng của nó trong việc kiểm tra ngăn ngừa rủi ro không hề kém so với các hệ thống khác trong tòa nhà. Vì vậy, sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người quy trình kiểm tra ngăn ngừa rủi ro ở phòng gym. Hiện nay hệ thống phòng tập gym tại chung cư Mapleyland bao gồm khá nhiều hệ thống, các máy tập và cơ sở vật chất đi kèm bên trong. Về cơ bản thì chúng ta có thể phân loại các nhóm cơ sở vật chất trong phòng tập các nhóm như sau: các loại máy có sử dụng điện như máy chạy, xe đạp tự lưng, máy tập leo thang, máy đi bộ trên không; các loại máy không sử dụng điện như máy tập đa năng, bar, chín trạm tạ; các máy tập chân, giá đẩy tạ, ghế tập bụng, ghế tập tạ, bộ tạ tay 1 đến 10 cân và 2 đến 20 cân; bánh tạ rời cho các giá tạ đẩy. Nội thất trong phòng tập như cây cảnh, thảm, sàn, vách kính, gương, tủ. Các thiết bị cơ điện trong phòng tập như đèn chiếu sáng, điều hòa, TV, cây nước, máy quét vân tay, dàn âm thanh, ổ cắm, tủ điện nguồn, cửa ra vào. Ngoài ra thì còn có các đầu báo cháy và hệ thống đầu sprinkler chữa cháy ở trong phòng tập. Trong phần đầu tôi xin giới thiệu tới các bạn quy trình kiểm tra ngăn ngừa rủi ro các thiết bị cơ điện và các thiết bị nội thất ở trong phòng tập gym. Hệ thống máy quét vân tay và cửa kính là điểm đầu tiên cần được kiểm tra khi mình bước vào phòng gym. Và để biết nó hoạt động bình thường hay không, chúng ta có thể quan sát qua màn hình hiển thị nguồn của máy quét vân tay, đèn, bảng chấm vân tay. Khi máy hiển thị lên số hiệu của người chấm vân tay, cửa kính đã được kích hoạt mở. Như vậy chúng ta có thể biết là máy chấm vân tay và cửa kính đã hoạt động bình thường. Cửa vẫn đóng mở khi đã báo đúng tên người đăng ký. Sau khi vào trong phòng gym thì chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị chiếu sáng ở trong phòng. Hệ thống chiếu sáng có cung cấp đầy đủ ánh sáng cho các vị trí tập ở trong phòng hay không? Ở đây phòng tập của chúng ta có hệ thống cửa kính có thể lợi dụng ánh sáng từ bên ngoài để cung cấp cho phòng tập. Vì thế tùy theo thời gian và thời tiết thì chúng ta sẽ điều chỉnh hệ thống chiếu sáng sao cho tiết kiệm và hợp lý, đảm bảo yêu cầu cho cư dân tập trong phòng tập. Sau hệ thống chiếu sáng là tới hệ thống điều hòa. Tương tự như hệ thống chiếu sáng thì khi chúng ta kiểm tra nửa lo hệ thống điều hòa, chúng ta cũng sẽ kiểm tra tình trạng hoạt động. Tùy theo lượng người và thời tiết trong ngày, chúng ta sẽ điều chỉnh số lượng hoặc là điều hòa hoạt động và nhiệt độ nhằm đảm bảo sức khỏe cho cư dân cũng như là tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà. Tiếp đến thì chúng ta sẽ kiểm tra các hệ thống cơ bản trong phòng tập như TV, loa đài, các dàn âm thanh, gương, kính, thảm, gỗ, rèm, các ghế sofa, cây cảnh như hay là máy nước. Về phần tủ điện nguồn, nơi cấp điện cho hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, điều hòa ở trong phòng tập, tủ điện nguồn được lấy điện nguồn từ phòng hạ thế trạm block D. Ở đây thì tủ điện được phân chia thành các lỗ chiếu sáng, ổ cắm và điều hòa, tạo sự thuận lợi cho xương người sử dụng cũng như việc kiểm tra và xử lý khi có sự cố. Phần thứ hai tôi xin kiểm tra với các bạn về các máy tập ở trong phòng gym. Ở đây thì chúng ta có nhiều thiết bị nhưng có thể chia làm 3 tổ hợp cơ bản. Thứ nhất là máy sử dụng điện, thứ hai là máy tổ hợp và thứ ba là tổ hợp các nhóm tạ rời. Đối với các máy sử dụng điện thì việc đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra kết nối điện nguồn của các loại máy. Nguồn vào có ổn định hay không, màn hình hiển thị luôn có đèn báo là đã có nguồn vào. Sau đấy thì chúng ta sẽ kiểm tra các bàn đạp, tay vị, hệ thống băng truyền, các nút chức năng của các máy tập. Đối với các loại máy tổ hợp 3 năng, 3 trạm, 9 trạm, máy tập chân, điều đầu tiên chúng ta phải kiểm tra các chốt. Chúng ta phải kiểm tra kỹ càng các chốt để đảm bảo an toàn cho người tập. Ngoài ra thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm các cái tập tổng hỗ trợ.
Về tổ hợp các nhóm tạ thì chúng ta tiến hành kiểm tra các tạ tay. Các tạ tay có đủ chủng loại, số lượng đảm bảo đủ an toàn cho người sử dụng. Trên đây tôi đã giới thiệu cơ bản về quy trình kiểm tra ngăn ngừa rủi ro phòng tập gym tại chung cư Maryland. Hy vọng rằng quý cư dân và các bạn sẽ có những buổi tập an toàn và vui vẻ tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.